shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm trước, mình đã có tiến hóa cái em Tynoon lên em Sivirlin rồi nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chụp cho nó một bộ ảnh nha các bạn ơi, để mà treo trong phòng khách nữa. Ôi, và thế là chúng ta đã có được em Sivirlin hệ lửa nè các bạn ơi. Mình sẽ treo nó ở trên đầu em Tynoon nha, để mà cùng so sánh nó luôn. À, thì ra thì nó cởi mặt nạ ra thì nó sẽ biến thành Sivirlin hả? Cũng rất là hay các bạn ơi. Xịn xò vãi chưởng à. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi kiểm tra coi cái fishing lock này á, nó có bị lỗi không. Ui, nó không bị lỗi bạn ơi, rất là tuyệt vời luôn. Hên vãi chưởng à. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cố hoàn thành 100% magic cap của fishing lock nha bạn ơi. À, và để bây giờ mình coi thời gian là bao nhiêu rồi. Ui, thời gian là 12.000 nữa bạn ơi. À, chỉ còn 2 phút nữa thôi là sẽ có một em Legendary xuất hiện. Và thời điểm 12.000 có nghĩa là lúc bình minh và hoàng hôn đó bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi qua đây và chờ thử em Landorus xuất hiện nha. Ồ, đây chính là vùng Mesa Plateau FM đó bạn ơi. Landorus nó sẽ xuất hiện tại đây khi mà vào lúc bình minh và hoàng hôn thôi nha. Rồi, để bây giờ mình sẽ đi thách đấu thêm em Pokemon nữa coi. Trên đầu mình có một em chim cần cần nè. Đây là Manibus các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành giết nó luôn nha. Đây nè, hai em chim cần cần luôn. Cái vùng Mesa này á, nhiều chim cần cần vãi cả chưởng hả. Wow, em này cấp cũng cao nữa. Có gì mình luyện cấp cho bộ ba ao hồ của mình luôn nha. Ồ, em này cấp 60 mấy luôn nè. Xịn sò con bò luôn. Đây, mình sẽ xài chiêu Ominous Wind thử nha bạn ơi. Wow, câu được của nó một xíu máu thôi. Em này thì mang hệ bóng tối. Ui, và Landorus đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ơi, có thông báo luôn nha. Quá là đã bạn à. Xịn xò thiệt sự luôn. Để mình phải xử mau chóng cái em chim mình cờ này cái đã. Đây, đây chính là Landorus các bạn ơi. À, đâu rồi, đây nè các bạn ơi, Landorus. Ui, sao nó bay tầm thấp quá vậy. Trời ơi, để mình lấy Caesar ra trước coi. Bay tầm thấp như vậy là muốn tôi bắt rồi đúng không? Muốn rồi đúng không? Rồi, lấy Caesar với lại em Venusaur đó các bạn ơi. Để mình coi thử em Venusaur nào có chiêu ru ngủ coi. À, vậy là em Venusaur cấp thấp hơn rồi. Ok, cùng đi bắt Landorus thôi nào các bạn ơi. Landorus của tôi. Oh, nó bay vòng vòng dưới này nè. Cũng xịn sò bạn ơi. Mình đỡ phải dùng bữa mon bay để mà bay theo nè. Đầu tiên thì mình sẽ phone sweep nó cho nó còn một máu nha bạn. Bắt vô cái mon lúc nào cũng vậy hết. Mình tính phone sweep xong á rồi mình run ngủ nó luôn. Oh, và nó đã còn một xíu máu nữa kìa. Nhưng mà chưa phải một máu. Mình phải phone sweep một phát nữa nha bạn ơi. Đó, các bạn phải thật là tinh mắt lên. Hồi nó còn một xíu rồi đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đổi qua em Venusaur để mà ru ngủ nó nha. Hy vọng là có thể ru ngủ được các bạn ơi. Ôi, lại có chim mình cần bay ngang nữa nè. Ui trời ơi, nó dứt em Venusaur mình ngậm luôn rồi. Thôi, cho Jenga ra làm tăng cơ đi. Mình sẽ bắt cái quả đầu tiên là Whitbon nha. Lúc nào cũng vậy hết nha các bạn ơi. Ui, và Whitbon đã không thành công rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua cái quả bon khác đi. Chắc mình sẽ xài luôn Dust Bon đi. Tại vì á, bây giờ nó cũng là trời tối mà. Và Landorus á, nó cũng không có bay cao cho lắm. Nên chúng ta an tâm phần nào các bạn ơi. Nhưng mà vẫn không được luôn rồi. Nó đang boost xấu cho Dienga. Nó đánh Dienga đau vãi chưởng các bạn ơi. Hết nửa cây máu của Dienga luôn rồi. Wow, bây giờ thì nó cấu từ từ nè. Quả Dust Bon thứ 3 đi. Ồ, hai quả đầu không thành công rồi đó các bạn ơi. Quả thứ 3 coi như thế nào. Vẫn không thành công luôn. Trời ơi, không được rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua quả bon khác nha. Tamerbon đi ha. Mình còn một stack Tamerbon đang theo luôn mà. Cứ xài thoải mái các bạn ơi. Vẫn chưa được luôn. Em này coi vậy thôi nhưng mà khá là khó bắt các bạn ơi. Nói chung thì nó cũng là một trong những vị thần mà. Nên khó bắt là chuyện đương nhiên các bạn. Ui, quanh đây có khá là nhiều Pokemon luôn kìa. Có cái em Satu nó ở ngoài xa xa kìa các bạn ơi. À, ôi mà sao Satu nó lại xuất hiện tại cái vùng này ta. Khá là khó hiểu luôn. Vẫn chưa được. À, đánh nhau nửa chừng á. Cái em Landorus này tính bỏ chạy các bạn ơi. Mình lên đây mình dí theo nè. Trời đất ơi. Nó tốn của mình khá là nhiều bon rồi. Ủa, nó xài cái chiêu gì mà hiệu ứng đẹp quá chưởng vậy. Ồ, nó lại còn một máu rồi nè.
Wow, cái chiêu này hiệu ứng đẹp vãi luôn đó các bạn ơi. Mình vẫn tiếp tục bắt nó bằng whip ball thôi. Em này thì vừa bỏ chạy nữa bạn ơi. Tính tẩu thoát hay sao á. Rồi và bây giờ thì xài Tamo Ball nha. Mình sẽ không xài những cái quả ball khác đi. Không xài đâu. Để cho nó đỡ mất thời gian. Ôi, mà sao xài có một em Salamin nữa kìa. Và vẫn là mấy em chim cần cần nó bay xung quanh đây. Nó góp vui sao các bạn ơi. Chỗ này có lễ hội hay gì mà tụi bay tụ tập đông quá vậy. À, vẫn chưa được luôn các bạn ơi. Đây nó tốn của mình hết mười mấy quả Summer Ball rồi đó. Trời ơi có con chim mình cờ nó bay ngang qua luôn kìa. Như không có ai ở đây luôn đó. Cái con này thì chứ gan dạ thiệt sự luôn. Mình sẽ slip powder nó nha. Trời ơi vẫn như hồi nãy bạn ơi. Nó đập một phát là Venusaur mất tích luôn. Đây Summer Ball nữa nè. Cho nó chừa cái tọt các bạn ơi. Ui lâu nhưng mà không được rồi. Hơi xui một xíu. Bắt nãy giờ tốn bon quá. Và mình đã chuyển qua Giratina rồi nè. Nó đập em Giratina của mình sắp hẹo luôn các bạn ơi. Đây tiếp tục là một quả Sabobon nữa đi. Không biết có thành công không nữa. Lắc hơi lâu rồi kìa. Không thành công. Ui và chết luôn Giratina ơi. Mình chỉ còn hai Pokemon là Sivali thôi à. Với lại một em của ba thần hồ nữa. Rồi lần này thì Sabobon tiếp tục đi ha. Hy vọng là nó có thể phát huy công dụng. Yes, và mình đã bắt được em Landorus rồi các bạn ơi. Chúng ta đã đủ được bộ ba thần Kami rồi nha. Rất là xịn xò luôn đó. Bộ cái hiêu một cái coi rồi để mình nhảy xuống cái PC kia đi. Mình để cái PC ở dưới bạn ơi. Ôi, hồi nãy mình rượt theo nó đó. Nó đánh không lại, nó bỏ chạy các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự luôn. Đây, đây chính là Landorus của chúng ta nè. Ồ, mình sẽ lấy hai em huynh đệ của nó ra luôn. Đó chính là Thunderous và Tornadus nha các bạn. Đó, ở đây thì đã có Thunderous, nó đã hóa thành cái dạng thú rồi đó. Bây giờ để mình lấy kính chiếu yêu ra, để mình chiếu yêu hai cái con này luôn nha. Ồ, chiếu yêu coi thử Landorus nó sẽ ra con gì nha các bạn ơi. Pokéhill, đó. Wow, chiếu yêu mày nè. Đây, để trước tiên mình sẽ kiểm tra chỉ số của nó đi. Em này là thuộc Pokemon hệ đất và hệ bay. Ôi, cộng speed, kích thước chuẩn nhưng mà lại trừ attack. Quá là buồn luôn. Các cái chiêu nó đều thiên về attack mà. Sao trừ attack vậy? Thôi nhưng mà không sao bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra ké luôn mấy cái Pokemon còn lại coi. Kích thước của tụi nó là gì nha. Ô, Tornadus cũng là kích thước chuẩn luôn. Chỉ có một mình em Thunderous là kích thước huge thôi. Ôi, bấm kính chiếu yêu vào em Landorus thì nó có sấm sét các bạn ơi. Và đây là cái dạng thú hả? Dạng thú của Landorus nữa bạn. Wow, nhìn như nó đang cưỡi mây nữa. Quá là đã luôn nha. Quá đã. Ui, em này bay á rất là tuyệt các bạn ơi. Chúng ta có thể quan sát rất là dễ dàng luôn. Tiếp theo mình sẽ biến em Tornadus về cái dạng thú luôn nha. Ui, vẫn là sấm sét béo các bạn ơi. Khi bấm cái kính chiếu yêu á thì sẽ có sấm sét xuất hiện đó bạn. Ôi, và đây chính là ba dạng thú của ba em thần Kami mà mình đã bắt được nè các bạn ơi. Ồ, ba em thần Kami. Wow, xịn sò. Một em là đất, một em là bão tố và một em là sấm sét đó các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái đội hình thích hợp để mà đi luyện cấp nữa coi. Đó, mới vào video là lại quá tuyệt vời như vậy rồi. Ôi, mình tính đi qua chỗ khác nhưng mà có một em Aron xuất hiện các bạn ơi. Đây là boss Mega Aron luôn. Một trong những em boss mà mình thấy rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Và nó cũng rất là mạnh nữa. Nó bự nữa chứ. Tôi là tôi khoái với con bự lắm nha. Để mình xài Sivali thử coi. Multi attack hệ lửa nè. Ui, dại ngứa đó hả? Không được rồi, chắc chúng ta sẽ chuyển qua một món khác đi. Dianga ra trận. Lần này hãy cho những vị đấng sáng tạo thể hiện các bạn ơi. Dracon Meteor. Ui, nửa cây máu luôn, quá xịn xò. Một phát Dracon Meteor nữa. Ui, nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Nhưng mà nó cũng đánh mình không có xi nhê đâu. Dracon Meteor phát cuối. Ui, chưa chết luôn. Ủa, sao càng ngày càng yếu vậy ta? Không hiểu luôn. Roll off time thử coi. Tiếng gầm thời gian các bạn ơi. Và nó cho mình một cây kẹo nè. Và cũng khá là nhiều đồ khác luôn đó. Cái kẹo này chắc mình sẽ cho em Pokemon nào đó lên cấp đi ha. Xịn thiệt sự luôn đó. Chắc mình sẽ cho em Dianga lên cấp với các bạn ơi. Xịn sò con bò rồi đó. Nó đã đạt được cấp 97 rồi. Giờ mình sẽ thách đấu ông cảnh sát này luôn nha. Ui, ông chỉ có một con Snubbull thôi.
Và ở đây có hai con Pikimiku, nhưng mà là cái dạng thường thôi. Mình đang tìm những cái dạng đặc biệt các bạn ơi. Nhưng mà tỷ lệ của nó xuất hiện á là rất là thấp luôn. Ôi, có một em boss cúp chu ở phía bên này nữa các bạn ơi. Để mình qua mình đập nó luôn nha. À, nó đang hỉ mũi nè. Nó hỉ mũi mà ra băng luôn các bạn ơi. Thôi dứt nó luôn. Em này cái thước bự sao á, nhìn nó khổng lồ phải chưởng hả. Xài chiêu tiếng gầm của thời gian thử coi. Chết queo luôn và nó cho mình một cái Power Bracer. Đây là một trong những món vật phẩm á, dùng để luyện EV cho Pokemon đó các bạn ơi. Thôi thì chắc bây giờ mình sẽ tiến hành tiếp tục hoàn thiện xong cái Fishing Lock chai Magikarp nha. Pikimiku vẫn là em thường luôn. Trời ơi. À, mình gặp thêm một cái Saiga Cell nữa các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Phải chưởng là mình đang đi đập em Pikimiku. Không ngờ gặp được các bạn à. Hên thiệt sự luôn nha. À, vậy thì bây giờ chúng ta phải để ý thật là kỹ nữa nha. Những cái này nó đều xuất hiện nhưng mà ngẫu nhiên lắm. Không phải lúc nào nó cũng xuất hiện đâu các bạn ơi. Wow, cũng khá là hay ha. Ôi, tự nhiên mình tới gần Pokemon là nó xuất hiện các bạn ơi. Mình cũng không hiểu sao luôn. Ôi, sau khi đánh cái em BQBQ này thì mình bị mất máu dữ vậy ta. Mình cũng không hiểu luôn các bạn à. Dưới đây có một con nữa nhưng mà là một cái dạng thường thôi. Em này thì mình sẽ dứt nó luôn nha. Flat Cannon mày nè. Ngẫm củ tỏi luôn. Lại thêm một em dạng thường nữa. Roar of Time. Trời ơi, đánh nó khổ vãi. À, và mình thấy một em Pokemon mới nữa các bạn ơi. Đây là Ezekiel. Ui, xịn thiệt sự luôn. Ezekiel hả? Wow, chim cánh cụt hả các bạn? Ui, Pokemon gì dễ thương vãi chưởng à. Hình như đây là Pokemon của Gen 8 đó các bạn ơi. Và mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball trước nha. À, đây là một em chim cánh cụt đó các bạn ơi. Nhìn rất là đã luôn. Để mình coi thử em này có tiến hóa không nha. Quá xịn sò luôn. Ồ, mình đã bắt được em rồi nè. EQ. Để mình coi em có tiến hóa không nha các bạn ơi. Evo. Em này thì không tiến hóa bạn ơi. Mình sẽ cùng lấy ra để mà coi thử nha. Cùng review em chim cánh cụt mình vừa mới bắt coi. Xịn vãi chưởng à. Đây các bạn ơi. Wow, để mình coi kích thước gì đây. Em này thuộc hệ băng. Kích thước run mà nó đã như vậy rồi hả. Wow, kích thước run nha các bạn. Nó có chiêu mist nè, icy wind cũng như là power snow nè, sức mạnh tuyết. Đây em chim cánh cụt. Ui, nó bị mắc kẹt cục băng vô đầu nè. Con này mắm vố quá à. Chắc nó ăn cá hay sao các bạn ơi. Chắc nó lặn xuống nó bắt cá, nó mắm vố quá. Nó ở lâu á, nên là cục băng nó dính vô đầu nó luôn. Ui, dưới đây có thêm một em Mikimikyu khác nữa nè. Đó, đây là dạng thường thôi. Rồi, rất là ngon lành luôn. Mình lại thêm được một em Pokemon mới nữa của Gen 8 rồi đó. Giờ thì mình cất nó vô thôi bạn ơi. Xin sao con bo liền. Quá đã, quá đã. Cái Fishing Lock của mình nó bị lỗi nữa rồi hả. Mình kiểm tra lại coi. À, nó lại bình thường lại rồi. Mình cũng không hiểu thế nào luôn các bạn ơi. À, hồi nãy nó vừa bị lỗi mà bây giờ nó lại bình thường nữa rồi. Ủa, cái này mình tưởng cái Zyga Cell nữa chứ. Hồi nãy mình đi qua mình đánh Pokemon á, gặp được mấy cái Cell xịn vẩy cái trưởng à. Bên đây có con boss Dilin nè, để mình qua mình dứt nó luôn nha. Dilin, hình như đây là Dilin mùa đông thì vậy. Nó ở tại cái vùng tuyết mà. Roar of Time, tiếng gầm thời gian. Trời, chiêu này mạnh vẩy trưởng à. Nó là cho mình một cái viên Rare Candy nữa, cũng như là một cái Power Land. Cái đó thì dùng để luyện EV cho Pokemon thôi. Giờ thì nâng Dilin ra lên cấp 98 các bạn ơi. Xịn sơ con bò liền. Chỉ còn 2 cấp nữa thôi là Dilin của mình sẽ full cấp nha. Ngon lành chưa. Thôi chúng ta còn phải nhìn lên trên những cái cục grass này nè. Những cái cục cỏ để mà kiếm những cái Zyga Cell cũng như là Zyga Core các bạn ơi. Em này chắc mình phải xài hệ đất mới được thôi các bạn ơi. Coi bộ nó khá là mạnh đây. Chúng ta sẽ lấy Raiden ra trận nha. Cho em này biết tay. Raiden của tôi. Đây các bạn ơi. Lâu rồi thì mình vẫn chưa cho Raiden ra trận đó. Và đây là cái dịp thích hợp. Ủa, văn hụt rồi. Làm tiêu quê sẻ. Con này nó bay nhanh quá bạn ơi. Nó tính tẩu thoát hay sao á. Mình sẽ xài chiêu hệ đất nha. Recipe play. Trời ơi, nó đánh nửa cây máu Raiden luôn. Khơi Raiden cũng tặng nó hết. Gần hết cây máu luôn đi kìa. Ít powder phát nữa các bạn ơi. Ngẫm củ tỏi luôn. Ui, nó cho mình rất là nhiều đồ ha. Xịn thiệt sự luôn. Và chúng ta có thêm một cái viên Rare Candy nữa nè. Cũng rất là ngon lành đó các bạn ơi. Chắc mình sẽ cho cái em
Dienga của mình lên cấp luôn đi ha. Trước tiên thì bộ cái heal cho Raiden cái đã. Dienga của tôi cho lên cấp 99 các bạn ơi. Luyện sắp xong Dienga rồi nè. Ồ, sắp được cất cái em Dienga vô cái viện bảo tàng rồi đó. Luyện xong thì cất chứ để là làm cái gì các bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đứng tại cái hồ này và câu cá một xíu đi ha. Mình có chuẩn bị những cái con câu hết rồi nè. Đó, chúng ta lại câu cho đủ được 75% fishing lock đi ha. Chắc tập ngày hôm nay mình không có câu full được đâu. 75 hoặc là 76 là quá là tuyệt luôn đó các bạn ơi. Trời ơi, nói cái nó ra luôn cái con cá sống mà. Cho tôi kiếm mấy con cá sống là cái gì không biết nữa. Nói hoài cứ cho luôn à. Rồi và lại coi lần này nó sẽ ra cái gì đây. Anh em hãy chờ xem. Và lần này chúng ta được một em Magic Cup. Ui Magic Cup gì đó bạn ơi. Hình như em này mình chưa có thì phải. À em này là Magic Cup đỏ trắng hả. Con này bị đốm nữa bạn ơi. Nó bị lag. Rồi xài Whip Ball đó bạn ơi. Wow. Cứ bắt Magic Cup hoài luôn á. Ai chết. Mình quên để một slot dư cho Magic Cup rồi. Biết xíu nữa tí kiếm em này ở đâu đây. Ờ em này chỉ là Magic Cup cũ thôi. Đó tập ngày hôm trước á mình đã có được nhiều đây Magic Cup rồi nè. Có được một em Magic Cup bị cháy nhưng mà nó không có công nhận trong cái fishing lock này. Tại vì con đó là do chúng ta giật điện chứ không phải là do chúng ta câu. Rồi mình sẽ câu tiếp nha các bạn ơi. Ôi đây các bạn ơi, mình câu được một em Magic Cup hình như là sọc thì phải. Hình như mấy em Magic Cup cá sọc là mình đã có rồi bạn ơi. Chắc lần sau thấy em này mình sẽ không bắt nữa đâu ha. Một cái loài nó sẽ có được 3 dạng. Ôi em này mình chưa có bạn ơi. Ôi mình ẩu quá. Em này mình chưa có. Đây là Magic Cup gì đây. Thôi mình không thể bấm vô để mà coi nó được. Hơi tiếc một xíu. Chúng ta cùng kiểm tra coi. À em này là Apricot Shrine. Ui nó là sọc Apricot các bạn ơi. Em này mình chưa có luôn. Rồi thế là chúng ta đã có thêm một em mới nữa rồi. Wow câu nãy giờ mới được có con em à. Hơi lâu một xíu. Có con boss Zubat rồi bạn ơi. Nhưng mà chắc mình đang câu cá rồi. Mình phải tĩnh tâm. Không có để mấy con boss nó rù quến được. À chúng ta câu lên con Magikarp boss luôn. Cái gì ghê vậy. Vậy là mình sẽ chuyển qua Pokemon khác đi ha. Con boss này chắc nó đập mình chết luôn quá. Qua Dienga chơi nó nè bạn ơi. Xài chiêu tiếng gầm của thời gian nè. Ngẫm cử tỏi luôn. Wow không ngờ đi câu cá mà câu lên boss luôn các bạn. Kinh khủng chưa. Và lần này chúng ta sẽ được em gì đây. Em Magic Cap gì đây. Ui em này mình không có thấy đường luôn. Wow công nhận Sivali á. Cái đuôi nó to vậy chữ luôn á. À cái này cái đầu cái đuôi vậy bạn ơi. Mình nó bự quá mình không có thấy đường được. Tí phải đổi Pokemon khác mới được ha. Em này thì mình cũng chưa có luôn. Và chúng ta lại được 55% Fishing Block Magic Cap rồi các bạn ơi. Ồ để mình coi lại cái dạng này coi. Em này là dạng gì đây. Wow như dạng màu cam phải không. Hình như là màu cam các bạn ơi. Ồ à màu cam Orange and Gold. Ồ cam vàng các bạn ơi. Ui, phải trời mưa luôn rồi. À, trời mưa chắc mình sẽ chuyển cái Pokemon khác ra đi. Như là em Crowding. Đó để mà tắt mưa coi các bạn à. Tắt mưa đi em ơi. Crowding. Ồ lâu rồi mới xài lại Crowding đó. Trời mưa sao tôi đi câu cá hả? Mưa ướt bệnh tôi là sao? Vậy các mấy con rất là ta đứng nó hóng mình kìa bạn ơi. À chúng ta lại thêm một em Magic Cap màu tím. Em này mình đã có chưa ta? Magic Cap bị nhiễm độc. Đây vẫn tiếp tục là Whip Ball thôi nha các bạn. Có một quả Ball mình xài hoài thôi à. Tại vì quả này á, nó rất là dễ bắt luôn. Ôi em này mình cũng chưa có luôn và chúng ta đạt được 58% rồi nè. Em này là Magic Cap màu tím chứ ha. Đây màu tím gì đây. Tím mộng mơ hả. Ôi em này là màu violet các bạn ơi. Không phải là màu tím nha. Raindrop. Ôi cũng rất là hay ha. Rồi cho nó vô trong này thôi. Tập hôm nay câu cho đủ 75% rồi chúng ta mới đi phiêu lưu tiếp nha các bạn ơi. Cái gì cũng phải đủ. Ây da cũng rất là tà nó tính quá thách đấu mình rồi kìa. Ê đừng 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 tôi đang câu cá mà mình phải chạy nó các bạn ơi. À được con cá sống nè mình sẽ cho nó ăn đi mình cho nó đi chỗ khác các bạn à. Ui, nó quay lại nó kiếm mình kìa.
Ui mình cho nó ăn cá sống mà nó quay lại kiếm mình luôn. Con chuột này không có tốt đâu á. Wow, magic cap màu xám các bạn ơi. Màu này không biết mình có chưa nữa đây. Màu xám thì mình đã có một loại rồi. Hy vọng là cái loại này mình chưa có. Thành công luôn liền. Có chưa, có chưa? Chưa có các bạn ơi. Quá đã luôn. Và đây là màu xám gì đây? Để mình cùng coi thử cái mình của nó cái nha các bạn. Đây là cái mình của nó nè. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi màu xám gì đây. Xám diamond hả? Wow, xám kim cương luôn. Nghe hấp dẫn ta. Rồi, ngon lành rồi đó các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ chuyển địa điểm câu đi ha. Mình sẽ chuyển qua bên này để mà câu cá nha các bạn ơi. Chỗ cái vùng COVID này nè. Để mà câu. Ok. Chỗ đây là biển lạnh các bạn ơi. Không biết có magic cup không nữa. Bữa mình câu bên đây mình được hai cái blue shark đó. À mình lại được một em magic cup màu hồng nè. Màu hồng chỉ có một đốm thôi. Không biết em này mình có chưa nữa. Mấy con Mikimikyu á nó lại xuất hiện nữa mà nó treo ngươi mình kìa. Đây chỉ là dạng thường thôi bạn. Đó các bạn. Ôi dạng này mình đã có rồi nè. Ôi. Lần này thì được magic cup màu tím. Ôi vẫn là tím kim cương thì phải. Mình không có nhìn rõ các bạn ơi. Tại vì mình bị rớt nước mất tiêu rồi. Trời ơi có con WC WC phải không? WC WC nhỏ xíu rồi bạn ơi. Mấy con magic cup đang rượt nó. Rượt nó là nó hóa khổng lồ đó mấy magic cup. Nó không lồ là xong đó. À cái dạng này mình chưa có các bạn ơi. Đây là màu gì đây? Không biết phải là màu violet không nữa. Ta tìm thử màu violet coi. Mỗi lần kéo xuống nó khá là dài các bạn ơi. Không phải là màu violet. Và nó là màu tím. Màu tím cuối cùng. À tím bubble. Purple bubble các bạn ơi. À tím bong bóng. Rồi có được 64% rồi nè. À 10% nữa thôi. Ngon lành cành đào chưa? À ở trên trời ấy có hai con chim gì đó đang đánh nhau kìa bạn ơi. Nếu con hải âu thì nó đánh nhau thì phải. Nè các bạn. Và đập lộn trên không luôn. Ui magic cup này mình đã có rồi. Thôi thì bỏ đi nha. Ui lại là nó nữa. Thêm một con WC khổng lồ nữa bạn ơi. Sợ phải cái chưởng luôn. Ây da, nó đập civili của mình kìa. Dám đập civili của tôi. Cho lên đường luôn nha. Đó cứ cầu trúng với mấy con WC là nó như vậy đó các bạn ơi. Nó bự kinh khủng tởm luôn đó. Tại cái nồng hoa mặt trời á, nó có rất là nhiều bố mòn ở đây luôn nè bạn ơi. Wow, quá chừng quá đắt luôn. À, chúng ta lại được thêm một em magic cup mới nữa nè. Không biết có mới nữa nhưng mà thấy mấy cái đốm của nó nhìn rất là lạ bạn ơi. Để tí mình cùng kiểm tra coi. Có phải là một em mới không nha. Ui là một em mới thiệt các bạn ơi. Chúng ta tăng lên được 67% rồi nè. Nó có đốm. Mình kiểm tra coi đây là đốm gì mới được. Màu gì đây? Magic cup dạng gì đây? Ôi có vẻ như là magic cup đó là em này rồi các bạn ơi. Mình đã tìm ra được rồi nè. Orange Oscar. Một đốm với lại cái bụng màu trắng nè. Ơi cũng ngon lành rồi. Cho nó vô trong đây hết. Xịn vải cả chưởng ha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục câu nha các bạn ơi. Wow. Đây là magic cup gì đây? Nhìn nó cũng khá là lạ các bạn ơi. Ủa em này mình có chưa ta? Mình cũng không biết luôn. Cứ bắt nó đại bằng whipball trước nha các bạn. Ui sao mình ở bên đây mà không thấy ông trainer hay là mua villainer nào xuất hiện gì ta. Hay là không sợ mình rồi. Ôi em này mình cũng chưa có bạn ơi. Biết ngay mà. Tại vì tôi nhìn lạ lạ bạn ơi. À hình như là màu blue thì phải á. Blue đúng không? Không phải blue. À nó là màu violet các bạn ơi. Nó là màu saucy violet. Hèn chi nó cũng na ná với lại saucy blue đó bạn. Rồi chúng ta đạt được 70% fishing lock của magic cup rồi đó. Rồi tiếp tục câu nữa nè. Oh, con này hình như mình chưa có nè. Đây là con magic cup màu trắng. Cái đầu bị chảy máu bạn ơi. Ui rất là may mắn luôn. Lại câu thêm mấy con mới nữa rồi. Thành công luôn nha. Em này mình chưa có. Và để mình coi thử cái màu của nó coi. Wow con này bự vãi chưởng vậy. Kích thước enormous. Ui rất là to luôn nha. Thôi mình sẽ cất nó vào trong này nha các bạn ơi. Đó 73% rồi. Như em nó là màu này luôn thì phải. Wow màu trắng cũng như là màu cam kết hợp lại với nhau các bạn ơi. Xịn vãi chưởng hả.
Ôi lộn, câu cá mà tự nhiên bỏ Pokemon. Ờ, các bạn ơi, và một em Pokemon Gen 8 nữa cũng đã xuất hiện rồi nè. Rồi, em này mình chờ nãy giờ đó bạn à. Mình câu cá ở tại cái vùng Sunflowerland là có lý do hết mà. Đây là Gossifleur nha các bạn. Wow, một bông hoa hả? Wow, Pokemon của Gen 8 thì nó cũng khá là xịn sò đó bạn ơi. Giờ thì xài Whipball thôi. quá đã nhen. Ồ, Pokemon Gen 8 đó bạn ơi. À, thì chắc thì mình sẽ tiến hóa nó trong tập ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Em này thì cấp bao nhiêu? Cấp 20 nó sẽ tiến hóa nha. Mình sẽ xài chiêu Flood Cannon nha. Đập em Mew Chang này cái đã. Trời ơi, nửa cây máu của nó liền. Ôi, và nó tiến hóa thật rồi các bạn ơi. Đây, cái em Gossifleur này nó cũng đã tiến hóa luôn rồi nè. Để mình coi nó sẽ tiến hóa lên con gì nha. Mấy em Pokemon này khá là lạ lẫm với mình, tại vì nó là Gen 8 mà. Ui, y chang cái cục bông luôn. Wow, nhìn nó nè các bạn ơi, dễ cưng vãi chưởng hả. Các bạn ơi, nó đã tiến hóa lên Eldian Scott rồi nè. Ui, lại có một em Gossifleur khác xuất hiện nè. Nhưng mình đã có rồi, mình sẽ không bắt nó nữa đâu nha. Ơi, có được hai Pokemon mới luôn rồi, xịn vãi cả chưởng hả. Wow, nó siêu dễ thương luôn đó. Chúng ta cùng xem lại tiến hóa của em Pokemon hồi nãy nha các bạn ơi. Em này là Eldegoss. Wow, nó rất là dễ thương luôn, là một cục bông nè. Ôi, nhìn đã vãi chưởng hả. Ui, cái đầu nữa hả? Đây là cái đầu phải không các bạn? Cái não to quá vậy. Ui, phải cái đầu không? Ui, cái đầu đó thiệt các bạn ơi. Wow, cái đầu sạn không à. Hấp dẫn vãi chưởng luôn. Và thế là chúng ta lại có thêm một em Pokemon mới nữa của Gen 8 rồi nha. Và bây giờ mình đã có được tổng cộng là 94% Pokédex rồi nha các bạn ơi. Và mình đã có được 839 em Pokemon luôn. Quá xịn sò luôn nha các bạn ơi. Chắc cũng sắp xong rồi đó các bạn à. Quá đã luôn, mình sẽ chờ cho nó cập nhật xong luôn đi ha. Ôi, con này con gì đây? À, hình như con này mình chưa có các bạn ơi. Ôi, nó có cả chấm màu trắng cũng như là chấm màu đen luôn. Wow. Và hình như đây chính là Magic Cup cuối cùng trong tập ngày hôm nay luôn rồi đó. Đúng rồi nè, chúng ta đã đạt được 76.47% Magic Cup Death rồi nha các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Và cái em mình vừa câu á là em nào đây ta? Ôi, em mình vừa câu đi đâu mất tiêu rồi. À đây các bạn ơi. Ồ, màu nè. Orange, White, Black. Ba màu luôn. Xịn vãi cả chưởng luôn nha. Em đây nè các bạn. Wow, con này bự vãi chưởng luôn ha. Rồi giờ thì mình bỏ nó vô trong này thôi. Ui, 76% Magic Cup Death rồi nè. Quá là đã luôn nha. Ôi, hồi nãy mình cũng đã có một viên kẹo nè. Viên kẹo Simer các bạn ơi. Chắc mình sẽ cho em Azil này thử coi nó có lên cấp không. Ôi, lên cấp thiệt các bạn ơi. Mà nó dư ra, ôi không dư được một miếng kinh nghiệm nào luôn. Tưởng dư được miếng nào chứ. Ơ, à, mình ra được cái con Combi Shiny nè. Ôi, mình xài Whitsand nhưng mà ra Combi Shiny. Nãy giờ thì mình đang tiến hành đi bắt cái em Eternal Floetti. Còn thử nó có ra không các bạn. Cái con đó có thể triệu hồi bằng cách dùng Switchsand tại cái vùng Flower Forest á. Nó sẽ có phần trăm ngẫu nhiên để chui ra nha. Nhưng mà cũng khá là may mắn. Ơi, gặp được em Combi nè. Ngon lành vãi. Combi. À, con Shiny luôn nha các bạn. Xịn vãi cả chưởng luôn á. Ok các bạn ơi, thì tập ngày hôm nay mình cũng khá là may mắn luôn, khi mà đã hoàn thành xong 76% Magic Cup Death rồi nha. Đó, mình gọi như vậy cho nó vui thôi. À, và mình cũng đã bắt được em Blendorus rồi đó. Chúng ta đã hoàn thành xong bộ ba Kami rồi nha các bạn ơi. Đó, bộ ba vị thần Kami. Landorus, Torridus cũng như là Thunderous nha các bạn. Nhìn rất là xịn sò luôn nha. Ba con này bay thoải mái luôn nè. Ôi, em này mình thể cưỡi cũng khá là hấp dẫn các bạn ơi. Ồ, em này làm thú cưỡi cũng ngon chứ bộ. Và ngoài ra thì mình cũng đã bắt được thêm mấy em Pokemon khác của Gen 8 nữa. Đó chính là em chim cánh cục XQ. Đó, chim cánh cục đầu băng nữa các bạn ơi. Và tiến hóa một con khá là xịn sò nữa, đó là Eldegoss nè các bạn ơi. Thì các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất mà khi mình ra video nha. Nhớ lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.